Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục học tập đạo làm con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Tất cả các cháu còn phải nhớ rằng cái bổn phận làm con mà mình hiểu được cái chữ hiếu, có cái tâm mà phụng dưỡng ông bà cha mẹ, đây là cái niềm vui sướng nhất của một con người mà làm được, hạnh phúc lớn nhất. Nên mới nói câu là phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất. Con người mà không phụng dưỡng được cha mẹ là cảm thấy mình thiếu sót nhiều lắm. Nên người xưa, người ta dù là nghèo nàn, khốn khổ, nhưng người ta hiểu được cái nguyên lý của cái đạo làm người. Người ta luôn luôn, người ta chú trọng về cái việc báo hiếu lớn lắm. Còn cuộc sống con người bây giờ, xã hội phát triển, kinh tế phát triển, nhưng mà từ từ rồi thì cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ thì con người lại càng ngày càng tệ. Ngày xưa tuy ta nghèo nhưng mà cái đạo đức này người ta duy trì. Nên cuộc sống tuy nhà nghèo nhưng có nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ có người nói rằng là phát triển, nhưng hình như là cái đạo đức của con người càng ngày càng suy thoái. Các con phải để ý chỗ này. Học nhiều hay học ít gì, nó không quan trọng bằng cái học đạo đức làm người đâu. Vì đạo đức làm người các con phải nhớ là nó áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Nó cho các con được một cái lý tưởng đẹp, đời sống có ý nghĩa. Nên một con người mà không phụng dưỡng cha và mẹ, hỗn ẩu với cha mẹ, ruồng bỏ cha mẹ, là một con người này sống vô nghĩa. Sống vô nghĩa, không đáng mặt làm người. Các con phải nhớ đó. Cha mẹ mình sinh mình, cha mẹ mình nuôi mình khôn lớn, cha mẹ mình cho mình đi học, đào tạo mình, cưới vợ gả chồng, tạo dựng một gia đình. Khi mình có sự nghiệp rồi, mình lại phụ bỏ cha mẹ của mình. Khi nuôi dưỡng thì đùa đẩy, nếu như có cái tâm này thì cái đạo làm con của mình, hãy bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta là bậc trí thức hay là một con người quá tệ. Mình nhìn thấy có những con người sang trọng phú quý vô cùng, nhưng cái đạo đức để mà sống thì rất tệ. Những đức đi ra đường, những đức có khi thấy một người đi xe hơi sang trọng, ăn uống trong xe, vứt rác phía sau, có khi đang chạy xe
đậu xe giữa đường đứng tiểu. Có khi đang chạy xe vậy khạc nhổ nước miếng phun ra thí đại phía sau. Nên con người có khi học hành rất nhiều, nhưng cái đạo đức làm người thì không hiểu được bao nhiêu. Nên những đức chia sẻ những điều này cho các cháu nghe. Các con phải gầy dựng cái đạo đức làm người từ khi còn nhỏ. Thí dụ như giờ mình làm việc hay là mình ở trong một cái nơi nào đông người, giờ người ta đang nghỉ ngơi hay người ta có một cái hội họp gì, ví dụ đi, từ cái chiếc điện thoại mình nó reo lên, mình cũng xem xét là trong những cái chỗ này điện thoại bất tử nó reo lớn lên sẽ làm động người khác, hay mình vào trong nơi bệnh viện này kia được, mình phải giữ cho nó bình yên cho người ta. Lúc nào để điện thoại reo, lúc nào để chế độ rung thì sao? Dù cái tiếng nhạc điện thoại nó cũng nhẹ nhàng, nó không có thể để cho người ta hết hồn, giật mình. Đây là cái đạo đức mà áp dụng trong cuộc sống, hay lắm. Rồi cái giờ dắt người ta ngủ nghỉ, mình chạy xe mình cũng không dám bóp càng lớn, bóp càng lớn người ta hết hồn. Ông bà cha mẹ đang nằm nghỉ, mình có việc gì cần phải nói chuyện, phải tránh xa ra, sợ làm động đến ông bà cha mẹ đang ngủ nghỉ. Cái hành động của một đứa con, đứa cháu mà có cái nghĩ gì thì từ khi còn nhỏ là có đạo đức rồi. Và hiểu được cái lối sống. Nên một con người mà dạy những cái điểm này nè, cái thành đạt cuộc đời của họ sau này là những cái lối sống này mà thành đạt. Lối sống này mà thành đạt. Có khi mình khạc nhổ đúc miếng thôi, mình đã trên gió thôi, mình đã chú ý cái chuyện người ta dưới gió. Mình cầm một điếu thuốc mình hút thôi, mình nhìn cái nơi có nhiều người ngồi hoặc là xe cộ là mình đã không hút được như vậy. Hiếu thảo cha mẹ, cái hành động đứa con này nè, nó sống như thế nào để hiếu thảo với cha mẹ. Rồi cái tâm tôn kính thầy, lời dạy của thầy, mình áp dụng mình sống làm sao cho đúng đắn, đó là tôn kính. Cha mẹ sanh mình nuôi mình không lớn, cái thân này của mình phải làm cái gì đó nó có ý nghĩa. Chứ nếu như mình mang cái thân này cha mẹ cho mà mỗi ngày sống để cho người ta rủa chửi cha mẹ mình, vậy thì mình bất hiếu. Thầy giáo dạy mình đàng hoàng mà mình sống không đàng hoàng, vậy thì mình bất kính. Một con người bất hiếu bất kính, vậy thì con người này làm sao đáng mặt làm người. Nên những cái việc nho nhỏ này mà tất cả các cháu nghe được, các con phải ảnh hưởng cả đời. Con người phải nhìn trước nhìn sau khi mình đang sống, để cái lối sống của mình nó có sự chừng mực. Nhà Đức nghe Phật Pháp, nhà Đức mới nhìn nhận được một số nguyên lý này. Còn nếu như ngày xưa mình cũng thua vì không được nghe, quý vị nhớ. Thí dụ như trong nhà của mình rửa chén bát gì, mình bưng nước mình tạt đại ra ngoài đường, có khi trong nước nó có đồ ăn thức uống, hoặc là vỏ chuối ăn xong vứt ra ngoài đường, khi người ta chạy xe người ta cán người ta té. Có khi mình tạt nước đại ngoài đường, người ta chạy xe tới cái tạt vô xe vô người người ta, hoặc là ngoài đường bị ướt người ta chạy xe người ta bị té. Mỗi một cái hành động sống của mình đều nghĩ về cái người khác, đó là một người con hiếu. Cái hành động sống của mình nó sanh phước hay là cái hành động sống của mình mà sanh tội? Thí dụ như giờ các con còn nhỏ, các con vui chơi đồ này kia rồi đi, nhưng nhìn thấy cha mẹ đang ngủ nghỉ hoặc người lớn đang nói chuyện, người lớn đang nói chuyện mình cũng có la lối giỡn hết,
găng bên cạnh đó, người lớn đang ngủ nghỉ, mình không có giỡn hết để làm động người lớn. Một đứa con nít mà hiểu được nguyên lý đó thì sau này đứa con nít này tuyệt vời lắm. Nên nhà Đức thường dạy các cháu nhỏ, các con phải sống thật, phải tập từ khi còn nhỏ nói lời chân thật, thì đứa bé này tương lai là mình nhìn ra đứa bé này có tương lai. Phải nhớ. Mà tối như Đức ngồi nói chuyện với các cháu nhỏ, như Đức có nói một câu: ngày xưa một ông vua mà ông không có đạo đức, bá gia bá tánh mọi người kêu riêu ông một câu thôi, vậy mà từ từ ông hết phước, mất nước. Không chi một con người bình thường mà phá làng phá xóm, chạy xe nẹt bô, ầm ĩ, bóp kèn, ôm sờm, bắt hiếu với cha mẹ, chòm sớm láng giềng, kêu riêu, thì con người này chết sớm. Còn một đứa con mà có hiếu với cha mẹ, sống có đạo đức, có nhân cách, mỗi người người ta chỉ cần khen một câu thôi. Thí dụ như người thiện này, mỗi người người ta chỉ cần khen người này một câu, người ta chỉ cần cầu nguyện cho người này tốt đẹp thôi, dù cái tai nạn gì của con người này nó cũng sẽ vượt qua. Tại vì sao? Vì mỗi người người ta khen họ, mà các con chỉ cần vô hình chung các con là một đứa con hiếu thôi, chòm sớm người ta khen đứa bé này thôi. Người ta thường lấy cái đề tài đứa bé này ra để dạy con cháu người ta. Thí dụ như chòm sớm nó có một đứa con ngoan, thì mỗi người dạy con người ta ưa nói: con thì sao không học theo anh đó chị đó. Người ta biết hiếu thảo với cha mẹ người ta như vậy đó. Cha mẹ bệnh đau, người ta chăm lo, không có đi đâu chơi xa cha mẹ, vì cha mẹ đang cần mình. Sao con không học theo? Mọi người người ta dạy con cháu, người ta kêu học theo người đó, thì người đó cái phước tăng lên. Từ cái tâm thiện của người đó mà nhiều người phải học theo. Còn nếu như bây giờ các con xấu tính đi, hỗn ẩu, nói chuyện giả dối, mọi người ta nói mày đừng có học theo cái thứ như đứa đó vậy nghe, là tức khắc mình bị tổn phước và tăng nghiệp. Mà nhiều người kêu riêu chửi mắng mình giết, có khi mình thành nạn tai đến với mình. Thí dụ như một con người nó chạy xe ngoài đường, nó chạy hóng hách, chòm sớm ai cũng kêu riêu, nói mày chạy có ngày mày té, mày gãy cổ, mày chết. Người ta nói như vậy thôi mà nhiều người người ta nói là thế nào cũng có tai nạn à. Mà kêu riêu là bá gia bá tánh kêu riêu chửi mắng thì nhất định là phải chết. Ông vua mà còn mắc nước không chi con người bình thường. Đó. Nên tất cả các cháu từ khi còn nhỏ phải nghe được giáo dục, phải nghe được giáo dục thì cuộc đời của các con ý nghĩa lắm. Con người có đạo đức, tiếp nhận giáo dục, áp dụng đạo đức vào cuộc sống thì cuộc đời của người mình vui vẻ và an lạc và tự tại lắm các con. Nên từ khi còn nhỏ biết hiếu với cha mẹ, không có làm chuyện gì cho cha mẹ buồn lòng. Từ khi còn nhỏ tập nói thật, không bao giờ nói một lời giả dối, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con người nghèo không sợ, xấu không sợ, ít học không sợ, chỉ sợ là con người này không tiếp nhận được giáo dục. Có những con người học thức rất là cao nhưng không tiếp nhận giáo dục thì trở thành con người cũng tùy tiện, hư hỏng. Chúng ta mỗi một con người nhìn nhận đi, cái xã hội này rất nhiều người có học thức nhưng có khi cái lối sống của họ cũng không ra gì. Cái chuyện bừa bãi, tùy tiện, xem thường mọi người, luôn luôn cho mình hơn thiên hạ, ai cũng rét bỏ. Con người như vậy là con người không có đạo đức. Con người đi đâu người ta cũng ghét bỏ, đi đâu người ta cũng bắt cằn, đi đâu người ta cũng không ưa. Là con người này cũng như cọng rác của xã hội. Dù mình nhìn thấy trước mắt họ là người sang trọng nhưng họ là cọng rác của xã hội, vì họ không có lợi ích gì cho xã hội. Một con người mang được cái thăng này ở cái cuộc đời là sống những ngày tháng ý nghĩa gì trong cuộc đời này thì mới là tốt. Còn con người sống không có một ý nghĩa gì trong cuộc đời này hết, vậy thì con người này như là một cọng rác
làm dơ xã hội, làm dơ đường đi, làm dơ nhà trường, làm dơ nhà cửa. Nên các con đừng có nên làm cọng rác. Con người mình sống nên làm cái chổi. Cái chổi nó thể quét rác, quét chính mình và quét luôn cái dơ giấy bên ngoài. Đó là tiếp nhận giáo dục. Nên những đứa thường nhắc các cháu là có con phải tập nói thật. Nếu muốn sau này có một sự nghiệp gì cuộc đời này, phải tập nói thật. Hãy nhìn thấy ra mình còn nhiều lỗi lầm để mà sửa đổi. Đừng có cái tâm hơn thua, đấu đá với người khác. Mình luôn luôn phát huy mình, đừng bao giờ sợ người ta hơn mình. Nếu như người ta hơn mình mà mình ganh tị, mình tức tối, thì đứa bé này khó có được tương lai. Một đứa bé phát huy vì chính mình, nhưng luôn luôn biết nhẫn nại, nhưng luôn luôn có tâm phát huy vì khả năng mình, biết tìm tòi, biết học tập, thì đứa bé này gọi là đứa bé có tương lai. Có một câu chuyện như Đức nghe rất là hay. Người cha dạy đứa con, đứa con từ khi còn nhỏ được người cha này dạy. Có một lần nọ, người cha nấu ra 2 tô mì. Một tô mì thì người cha để một cái trứng ở trên. Một tô mì thì không có trứng, nhưng thật sự là trứng bên dưới, 2 trứng. Tô mì kia chỉ có 1 trứng ở trên. Người cha thử đứa con này, coi đứa con này cái tâm của nó như thế nào. Người cha hỏi: con chọn tô mì nào? Đứa con này nhanh miệng nói: con chọn tô mì có trứng. Người cha nói: con à, tô mì này có trứng, con để cho cha đi. Thì đứa con này nói không. Người cha nói: con suy nghĩ kỹ chưa? Đứa con này nói: con suy nghĩ kỹ rồi, con chọn tô mì có trứng. Thì đứa con này gấp cái trứng cắn miếng, ý muốn nói rằng tô mì này của tôi. Thì còn nửa cái trứng. Người cha hỏi đứa con này: con suy nghĩ kỹ chưa, có thể chia cho cha tô mì có nửa cái trứng nó được hay không? Đứa con này vẫn nói không, con phải ăn tô mì có trứng. Thì đứa con này ăn tô mì thì đó có trứng. Người cha bưng tô mì kia lên ăn, ăn một chút thì ở dưới tô mì có 2 cái trứng. Thì người cha này nói rằng: con à, một con người sống với cái cuộc đời này, đừng có lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình, thì đó là cái thiệt thòi cho chính mình. Lần thứ hai người cha nấu ra 2 tô mì, cũng tiếp tục, một tô mì có trứng và một tô mì trứng để bên dưới. Người cha hỏi đứa con, thì đứa con này tiếp tục, nó cũng vì nó nữa, nó chọn tô mì không có cái trứng ở trên. Nó nghĩ rằng lần trước tô mì có trứng chỉ có 1, tô mì không có trứng ở dưới có 2, bây giờ nó chọn tô mì không có trứng. Người cha hỏi: con suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi, con quyết định con chọn tô mì không có trứng, vì nó nghĩ ở bên dưới có 2 trứng. Người cha hỏi nhiều lần, nó vẫn quyết định chọn tô mì đó, và bưng tô mì đó lên nó ăn. Thì người cha dùng cái tô mì có trứng. Khi dùng tô mì có trứng, người cha ăn một chút, ở bên dưới tiếp tục có thêm 2 cái trứng nữa, là tổng cộng tô mì đó có 3 cái trứng. Còn đứa con kia, nó vì cái tâm nghĩ gì nó thôi, nó ăn cái tô mì không có cái trứng nào. 2 lần dạy đứa con, người cha đều nói một câu: con phải nhớ rằng mình luôn luôn mình muốn cái lợi ích là phần mình, thì cái tổn hại rất lớn đối với con. Con hãy nhẫn và nên để cái lợi ích cho người khác, thì con sẽ được lợi ích rất nhiều. Lần thứ 3 tiếp tục nấu 2 tô mì. Người cha hỏi đứa con chọn tô mì nào. Lúc đó đứa con này nói rằng:
con còn nhỏ, con đều để cho cha chọn lựa, để cho người lớn chọn lựa, con không dám bắt kinh. Thì lúc đó người cha mới khen đứa con này, con phải có cái hành động sống như vậy. Nên người xưa nói câu rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, biết người biết ta thì sống. Nhưng Đức từng nói một câu rằng một con người khôn mà để cái khôn đi đầu cái thật thà đi sau thì kể như người này tai nạn sẽ đến với họ. Cái thật thà phải đi trước cái khôn thì con người này mới có tương lai. Có những con người rất khôn nhưng họ tỏ một thái độ họ khôn quá đối với người ta thì người ta lại tìm cách để hại họ thì tai nạn đến với họ. Có rất là nhiều người khôn mà ra vẻ mánh vé, ra vẻ ta đây, toàn là những người gặp tai nạn đến với họ. Nên những đức nói rằng thiệt thà phải đi trước. Thiệt thà đi trước thì đi đến đâu người ta cũng thương yêu và giúp đỡ. Đây mới là người thông minh và trí tuệ. Nên tất cả các cháu nghe được những công đoạn này phải nhớ, phải có cái tâm niệm niệm về người. Đừng có luôn luôn nghĩ cái lợi ích cho mình mà không nghĩ đến người khác, thì cái tổn thất của cuộc đời các con rất là lớn. Và sống trong cuộc đời này, sống những ngày tháng vô nghĩa lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình của các cháu nghe được đạo đức, tiếp nhận giáo dục, sống hạnh phúc, sống tốt đẹp và biết niệm Phật, biết tu hành. Gia đình luôn luôn hướng đến thế giới tốt đẹp mà đi. Đây là cái chỗ đặc biệt nhất của một đời người. Hôm nay chúng ta học tập đến đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ.